an cư ngàn đóa hoa sen, từ buồn nhớ nở thơm nắng hè, làn hương kia quyện theo cơn gió nhẹ khiến tâm con chợt thoáng niềm vui. Ôi muôn nơi chúng tăng cầu hồi, quyết tâm tu hành đức trau dồi, dù Như Lai lặng thinh nơi cõi này, nhưng pháp ngài ngân mãi tại đây. Mùa an cư cánh sen hé nụ, bóng Như Lai hiện nơi quý thầy, chúng con đường công đức sâu dày, vượt đi ai đường tu đẹp mãi. Mùa hè qua đâu xa gì nhọc lao, chỉ mong sao Phật pháp bền lâu. Anh đạo vàng tựa như tia nắng soi sáng ngàn nơi, một người an vui. Mùa an cư trăm ngàn sen nở hoa, nở sen, từ buồn nhớ nở thơm nắng hè, làn hương kia quyện theo cơn gió nhẹ khiến tâm con chợt thoáng niềm vui. Ôi muôn nơi chúng tăng cầu hội, quyết tâm tu hành đức trau dồi, dù Như Lai lặng thinh nơi cõi này, nhưng pháp ngài ngân mãi tại đây. Mùa an cư cánh sen. Nam mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm Đinh Dậu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Ban chỉ đạo công tác an cư tổ chức khóa an cư kết hạ cho tăng ni theo thường niên. Hàng năm Chư Tôn Đức Tăng Ni quy tụ về tổ đình Kim Liên đây để cấm túc an cư hạ trung tam nguyệt 3 tháng, từ rằm tháng 5 đến rằm tháng 8. Năm nay nhuận tháng 6, thì từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 8, phối kết hợp với tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử. Theo chương trình, vào giờ phút này trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự gia trì của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, chúng con xin thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni hoan hỷ niệm hương, nế tam bảo, nguyện hương sám hối tổng, bình tòa từng nơ hương các chú, đại bi thập chú, bát nhã niệm Phật vào hồi hướng, làm lễ tắc bạch cầu pháp. Sau đó sẽ khai giảng pháp bảo đại thừa. Sau khi khai giảng pháp bảo đại thừa xong, để hồi hướng công đức và Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị đại biểu và Phật tử chúng ta tại vị, vị Trưởng Lão Hòa Thượng sẽ niêm hương phục nguyện cầu nguyện cho đại chúng an cư kết hạ. Nam mô Trung Điện Giáo Chủ Điều Ngự Bàn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Vương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt Lịch Đại Tổ Sư.
Kim liên đường đường điện khai sáng già lam hậu khai sáng già lam định đại đô sư đắc đại chứng minh nam mô thập ba chúa long thần già lam dân đế chư vị hộ pháp thiện thần thủy từ lại lâm đắc đại chứng minh hôm nay ngày 23 tháng 6 năm Đinh Dậu Phật lịch 2561 dương lịch 2017 khóa an cư kết hạ chư tôn thiền đức tăng ni giáo hội Phật giáo Việt Nam Tinh Linh Bình cơ sở hai tổ đỉnh kim liên nơi đây chúng con vẫn tập về tổ đỉnh nơi đây kết thúc an cư hành đạo lễ bái thúc niệm tân tâm sao rồi giới đức tụng niệm đề bái cầu nguyện quốc thái dân an hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh. Hôm nay ngày 23 tháng 6 năm Đinh Dậu chư tôn đức tăng chính thức cử hành nghi lễ khai pháp khóa an cư kết hạ và ngã khai giảng đắp mà Phật học cho thanh thiếu liên Phật tử đại đô đỉnh khu nhà mới đại đô đỉnh kim liên nơi đây. Giờ này đàn tràng đà trang nghiêm đôi trước Phật điện chúng con đốt nên tâm hương cung thỉnh mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát lịch đại đồ sư long thần hộ pháp thì từ lại lâm tác đại chứng minh gia hộ cầu nguyện Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Duyền Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sinh An Lạc. Cầu nguyện thiện bốn nghiêm định hai chúng an hòa công vũ công quả tăng ích phúc điện. Cầu nguyện hiền điện chữ tôn thiền đức tăng cứu tuần an cư kết hạ viên mãn cầu nguyện đàn na thí chủ tăng phúc ích phúc điền cầu nguyện khoa học sáng đạo trong đời thanh thiếu niên thành công viên mãn ngựa nguyện tam bảo Phật tổ thủy từ lại lâm tưng giám nam mô hương cúng giảng Bồ Tát nam mô hương cúng giảng Bồ Tát nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Tát. Nhà tia con ghê nhà tam ghê là thầm phán giới thường dụ tam bảo nhà tam ghê ghê nhà tam giới thường dụ Nam mô A Di
Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư, Kim Liên Đường Thượng Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư, Chư Vị Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, ngưỡng bái bạch Nhị Vị Thượng Tọa, Thủy Từ Chứng Minh, Tăng Ni Nhị Chúng và hàng Phật tử tại gia chúng con có duyên sự đầu thành đỉnh lễ, chúng con xin dâng lời tác bạch. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Ủy viên Thường Trực Hội Đồng Chứng Minh Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Ngưỡng bái bạch Nhị Vị Thượng Tọa, Thủy Từ Nân Mẫn Chứng Giám. Chúng con thường kính nghe Tần già vỗ cánh tung bay, vang lời pháp thoại xưa nay nhiệm màu. Lời vàng truyền bá tới đâu, tốt đời đẹp đạo trồng sâu căn lành. Thực hiện di huấn thiêng liêng của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, lạy các tỳ kheo, hãy đi đi, không nên đi hai người cùng một ngả, để truyền bá chính pháp ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, trong sự hòa hợp của tăng đoàn, để chính pháp được lưu truyền. Thực hiện di huấn thiêng liêng ấy, ba tháng mùa mưa của chư tăng trên năm châu bốn biển nói chung, cũng như chư tăng ni ở Việt Nam nói riêng, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức hai địa điểm an cư kết hạ tập trung cho chư tôn đức tăng ni đang cư trú trụ trì Hoằng Dương Chính Pháp trên địa bàn 8 huyện thị xã thành phố của tỉnh Ninh Bình. Hôm nay ngày lành tháng tốt giờ tốt, ngày mười phương chư Phật hoan hỷ, chư Bồ Tát Niêm Hoa hoan hỷ cho chư tăng để tác pháp khai giảng vô thượng pháp bảo, nguyện kỳ quốc thái dân an, đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sinh đồng chiêm pháp nhũ, đồng thời làm từ lợi cho chúng tăng, hàng tăng chúng và Phật tử chúng con có túc phúc nhân duyên được làm sĩ tăng luân. Tuổi đạo chưa cao, học hành chưa đến nơi đến chốn, trong ba tháng an cư kết hạ trường hạ hai trường hạ, chúng con nhất tâm lê đầu đỉnh lễ Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu chứng minh tối cao, làm cột nêu cho tăng ni chúng con đương thừa. Và chúng con cũng đê đầu đỉnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Thích Thanh Kim, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đương ngôi đường chủ trường hạ. Cung thỉnh Thượng Tòa Thích Tọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác An cư, làm ngôi thủ tòa. Trên ngôi vị chứng minh tối cao của trường hạ và nhị vị đường chủ và thủ tòa trường hạ, làm cây đài thọ để cho tăng ni nhị chúng chúng con nương nhờ về đường hướng luật pháp của Phật. Đồng thời, hôm nay chúng con có cơ dầu ấm nước, năm vóc đầu thành đê đầu đỉnh lễ bái chào cung nghinh Trưởng Lão Hòa Thượng, chư tôn thiền đức lãnh đạo giáo hội và chư tôn thiền đức từ bi hoan hỷ nhận lời tham gia ban giảng sư giảng huấn
trong 3 tháng an cư kết hạ, để cho tăng ni thất chúng chúng con được ân chiêm pháp nhũ, ngưỡng mong chư tôn thiền đức vận vô ngài đại bi tâm từ bi chứng minh, nhận lời hứa khả cho chúng con được ân chiêm bố phần. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa mệnh trưởng lão Hòa Thượng, chứng minh tối cao, ban trị sự chứng minh tối cao Trường Hà, cơ sở 1, cơ sở 2. Thưa lành của chư tôn đức chứng minh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, kính thưa toàn thể các em khóa tham dự khóa tu mùa hè năm 2017 tại Tổ đình Kim Liên. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, mùa hè đến là cái mùa rất thiêng liêng đối với Phật giáo. Đức Phật thể hiện cái tinh thần từ bi, cứu khổ chúng sinh. Cho nên là Đức Phật cũng mong muốn chư tôn đức hạn chế đi ra ngoài dẫm phải những cái con súc sinh, súc vật để nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Đồng thời cũng mong muốn được chư tôn đức tăng ni, các đệ tử xuất gia của Đức Phật ngồi tại một chỗ thúc niệm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, rồi hoằng dương Phật pháp, tụng niệm lễ bái cầu nguyện cho quốc thái dân an, cũng là cái cơ duyên để cho tứ chúng Phật tử đàn na thí chủ đến gieo duyên đối với chư tôn thiền đức tăng ni, là đại diện cho một trong 3 ngôi tam bảo. Hôm nay được sự thực hiện cái thông bạch của Trung ương Giáo hội, được hướng dẫn của Ban Dân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình có 2 trụ sở. Trụ sở 1 trên chùa Yên Vệ, trụ sở 2 tại Tổ đình Kim Liên nơi đây. Chư tôn đức ở trên trường 105 vị, mà ở trường dưới có 100 vị đã chính thức tác bạch tác pháp an cư. Hôm nay ngày 23 tháng 6, ngày lành tháng tốt, thì tại Tổ đình Kim Liên nơi đây để chính thức khai giảng pháp bảo vô thượng kinh của Đức Phật. Năm nay thì có lẽ là đây là bài giảng pháp đầu tiên ở cái tòa nhà mới xây đây. Thưa chư tôn đức và quý vị, tòa nhà này mới chính là cái tòa trung tâm nghiên cứu giáo dục Hoằng pháp cho tăng ni và Phật tử. Hôm nay đúng là cái may mắn là cái tòa nhà này đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là bài pháp đầu tiên của cầu nguyện Hồng Ân đặc gia hộ cho đức trong 3 tháng an cư kết hạ, được tăng trưởng phúc đức, tăng trưởng cái trí tuệ để hoằng pháp cầu nguyện cho quốc thái dân an, lợi lực lợi lạc hữu tình. Các vị đã có lời đại diện cho tứ chúng ra cầu pháp nơi hòa thượng trưởng lão và hiện tiền chư tôn đức ở trong ban giảng huấn, xin hứa khả những lời thỉnh cầu của quý vị trong suốt 3 tháng ăn cư kết hạ, với khả năng của các vị giảng sư sẽ cố gắng đem những kinh nghiệm hiểu biết của mình để chia sẻ cùng với chư vị tăng ni và Phật tử. Các vị con đời ra tác bạch trên trưởng lão hòa thượng, hiện tiền chư tôn đức tăng là chứng minh. Nam mô Quan Hỷ Đạt Bồ Tát Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi hoan hỷ hứa khả, nhận lời cho rồi hàng tăng ni và Phật tử thất chúng chúng con thành tâm đê đầu đỉnh lễ cầu thỉnh.
Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại kinh kệ vô thượng tầm tâm vi diệu. Bạch trên hòa thượng tọa chư tăng từ mẫn bố thí cho con xin đọc bình văn sai khiến ăn mày trên hòa thượng tọa chư tăng từ bi chỉ thị con xin phụng mệnh Nam Mô A Di Đà Phật. Ba phi thể kêu cứ dự hương không môn truyền đại kinh nhị lục nguyện vương tiêu tội câu tam thiên hóa Phật giam kiện thành tai tăng hoa duyên thọ phúc cơ mạnh về hữu đan chẳng thật là thân diện thân Bồ Tát. Ban Sư Sư Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình có ban thường trực đã thống nhất hai trường hà giảng hai bộ kinh rất là quan trọng mà chúng ta hàng ngày có lẽ là có rất nhiều các vị sư và các Phật tử chúng ta đã thuộc nhập tâm. Đó là kinh Dược Sư và kinh Di Đà. Thì tuy nhiên là chúng ta có thể là chúng ta học nhập tâm, nhưng mà để hiểu được nghĩa lý thâm diệu của Đức Phật, sư sắc là mỗi chúng ta đã hiểu một cách cho nó triệt để. Và đặc biệt là thưa các vị, hai cái bộ kinh này là bộ kinh rất quan trọng của Phật giáo. New Ly ở phương Đông do Đức Phật Dược Sư ở cõi phương Tây có một thế giới cực lạc, có hai cái đối tượng tín ngưỡng mà tăng ni Phật tử Phật hiểu là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai của Đức Dược Sư, để Ngài gia hộ cho chúng ta được bình yên. Cho nên là tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật. Khi chúng ta bất an thì chúng ta hướng đến thế giới phương Đông để chúng ta cầu Đức Dược Sư. Đi vào nội dung của kinh, Đức Phật khi còn đang hành đạo Bồ Tát thì Ngài đã phát ra 12 nguyện lớn, nghe tiếng gọi đau khổ của chúng sinh, đều hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp cầu an như thế nào cho đúng với lẽ tinh thần của Phật giáo. Cho nên bộ kinh này là bộ kinh rất quan trọng để hướng dẫn cái phương pháp cho tất cả những người theo đạo Phật muốn có tín ngưỡng cầu an, cầu nguyện phương pháp, phương thức như thế nào để cho đúng với tinh thần Phật giáo. Đó là nội dung của kinh Dược Sư muốn đề cập và muốn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu đến cho tất cả hội chúng tăng ni Phật tử nhân loại chúng ta biết được cái thế giới phương Đông và có Đức Dược Sư như thế dẫn cho chúng ta có một cái phương pháp. Muốn sinh sang Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải thiết lập tín hành nguyện, phương pháp tín hành nguyện như thế nào. Thì ở trong kinh Di Đà đã bày tỏ hết rồi. Thì tuần từ quý Thầy sẽ giảng giải cho các đạo hữu Phật tử chúng ta nương theo phương pháp dạy của Đức Phật Thích Ca để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì tuy nhiên trong mùa Ấn Cư Kết Hà có hai bài kinh ngắn thôi. Nhưng mà không thể giảng một lúc thì các Thầy sẽ giảng kinh Dược Sư trước. Sau khi kết thúc kinh Dược Sư thì quý Thầy lại tiếp tục giảng bộ kinh Di Đà. Hai bộ kinh này là bộ kinh hết sức quan trọng. Khi chúng ta còn đang sống, chúng ta bất an thì chúng ta có đối tượng cầu an, đó là Đức Dược Sư, là giáo chủ cõi phương Đông Lưu Ly. Khi chúng ta sắp mãn cái kiếp này, chúng ta muốn trở về với thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà, thì chúng ta đương vào phương pháp nội dung kinh Di Đà để chúng ta thực hiện. Thì sau khi chết là chúng ta sẽ được về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đấy, cho nên hai bộ kinh này là bộ kinh hết sức quan trọng đối với tất cả tăng ni Phật tử chúng ta. Phàm là đệ tử của Đức Phật, dù xuất gia hay tại gia, hoặc kể cả những người có tín ngưỡng với Phật giáo chưa phải là đệ tử Đức Phật, cũng cần nên biết. Khi bất an thì chúng ta hướng đến Đức Dược Sư cõi Lưu Ly. Khi chúng ta chuẩn bị xế chiều về già, muốn trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta đương vào cái kinh Di Đà. Cho nên trong
Đây nói là cái cõi Sa Bà này là phi thị cửu cư thành, tức là không phải là cái cõi lâu bền của chúng ta. Cõi Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, sống lâu vô cùng. Còn cõi Sa Bà chúng ta là kham nhẫn vũ trụ trược, mà nó chỉ có ở một thời gian nhất định thôi. Chúng ta tuổi thọ có 100 năm, cho nên chúng ta không có biết được là cái sự vô thường, biến đổi của thế giới thôi. Thế giới tuổi thọ nhiều hơn chúng ta, cho nên chúng ta không cảm nhận được. Dự hướng không môn chuyển đại kinh, đấy là chúng ta cũng là sớm điệu tụng kinh cửa Phật Đài. Không môn đây là chùa thôi, nhà chùa. Chùa là ngôi nhà tâm linh cho tăng ni và Phật tử. Chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ trên quý ngài pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu. Quý ngài sẽ mãi là những bóng cây đại thọ để che chở cho chúng con những hàng hậu học trên bước đường tu học giải thoát. Và giờ này chúng con đây đầu cung thỉnh chư tôn thiền đức trân trọng kính mời tất cả các thiện nam tín nữ chúng ta khởi thân làm lễ hồi hướng. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Đức Lợi khởi xướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật ra. Thân